Em có bị sốc hông không? Gì? Sốc hông. Sốc hông là ăn no xong đi nó bị ấy á. Không. Vậy hả? Anh bị hả? Ờ. No quá. Em vịn cái hông anh lại cho nó đỡ đau được không? Đúng là con trai của ta. Thì vịn lại thôi. Là kiểu gì? Vịn vô cái hông á. Ôi, thở thính mượt nữa mà. Là gì anh? Trời ơi, buồn thiệt chứ. Okay. Chỗ này không ai ngồi này. Con trên đây vẫn rộng hay mọi người về rồi? Chắc cái người ngồi ở đó người ta về rồi. Nè, một cái đầu nữa nè. Chỗ này mình nhìn thấy hơi bị nhiều tàu á. Thì đây là trục chính mà. Sao cảm giác chỗ này, cái này nó cao hơn ta? Sao đúng rồi. Sao thấy chỗ này nó to cao vậy? Em không biết. Mỗi chỗ mỗi kiểu lan can á. Ở đây lại một kiểu khác rồi nè. Đây chỗ này nó lú ra nè. Nó dài hơn. Ngồi chỗ đó cảm giác an toàn hơn đúng không? Không sao. Chắc là mình được ngồi ở cái chỗ view đẹp nhất rồi. Mấy con cóc, con ếch các thứ ấy. Con ảnh nương á. Ảnh nương á, ảnh nương là con gì? Em lên mạng em xem đó. Con nhảy. Nó con cháo chuồng. Không, nó tưởng tượng ếch mà nhìn nó à? Nhìn nó lùm thùm hơn con ếch. Em chỉ biết là con cóc, con cháo chuồng, con nhảy. Con vừa xong là kêu con gì nữa ta? Hết rồi à? Con cóc này, con ếch này, con nhái này, con cá chuồng. Bốn con em biết bốn con đấy thôi, còn lại không biết cái con gì nhảy đứng nữa đấy, kêu kêu. Anh Hương. Con gì? Con ếch chuột hả? Hả? Con ếch chuột hả? Con cháo chuột. Cháo chuột. Đúng không ta? Ê, anh không biết con đó nha. Em gọi như thế, không nhớ đâu. Cái tên gọi có chính xác không? Cháo chuột, hình như là thế. Cháo chuột. Hay là cái con em nói, con anh nói là một sao? Khả năng vậy á. Con này có ăn được không anh nhỉ? Nà ní, con này có ăn được không hả? Nó như ăn được. Nhưng mà đó giờ ăn được. Chị em chỉ ăn mỗi ếch thôi đúng không? Em ăn con ếch với cái con cháo chuột để ít thôi. Con cháo chuột, lần đầu nghe ta. Em không biết, em thấy chỗ em mọi người gọi như thế không biết. Thật ra em nhìn mấy con này em chỉ phân biệt được con ếch. Con ếch với con cóc với con cháo chuột, con ếch con cóc với lại con nhái thôi, còn lại con cháo chuột gì đó em. Bây giờ này mấy anh còn đứng không ta? Hả? Mấy anh đi rồi. Nè mà nãy mấy anh đứng đây nè. Đứng khí thế luôn. Em không biết luôn. Đây có cái xe cảnh sát giao thông. Một xe luôn đầy ơi. Full topping. Chắc là chuẩn bị lên phường rồi lên hốt tiếp. Đi nhanh ghê á. Em nhìn người ta đi nhanh vậy thôi chứ lắm lúc em cũng thích đi nhanh lắm. Nhưng mà em bị hèn nên em vẫn đi chậm. Nó lúc kiểu như là mình ví dụ là em bị ngã xe ấy em chưa ngã chưa chạm xuống đất đâu, chưa ngã đâu, nhưng mà trong đầu em đã hình dung hết được cái ngã như thế nào rồi, em bị sợ. Kiểu như là trong đầu mình nó lúc ấy nó ấy rồi nhưng mà nó không kịp phản ứng nữa ấy. Ghê. Người giàu chi tương tượng. Thế em tương tượng sự tiến triển tiếp theo của đội mười của tụi mình là như thế nào? Đi về. À không, ý anh không phải là trong buổi tối hôm nay, ý là tương lai gần á. Nhưng chi tiết này thì là về là chắc chắn rồi. Chứ em muốn đi đâu nữa. Vậy là anh ta không phải anh đúng không? Chẳng cần đôi có, nếu em thấy anh không hợp. Mày cầm mồm đi. Anh hát này em không biết anh hát bởi gì luôn ý.
giờ anh đi đây, em hay cứ bên người mà em yêu nhé. Nè cái chỗ ga nè. Đó chỗ này là bến xe của mấy cái đi ở đây chứ đâu phải ga đâu. Ôi vậy hả? Mấy cái kiểu như là xe giường nằm của đi lên tỉnh xa xa ấy, như kiểu Sapa ấy. Em biết thế. Ngồi đi đâu nữa em không biết. Không thấy cái đồng rác ta. Lắm lúc kiểu như là buổi tối này nhìn kiểu như là mọi người đi ra ngoài trước cửa ngồi ấy. Lắm lúc mình cũng nghĩ giống như kiểu ở quê, nhưng mà có vẻ như là ở quê buổi tối ra ngoài ngồi là sẽ chill hơn. Đúng rồi. Quê buổi tối á. Người ta tưởng làm gì không ấy. Ơ được. Ngu lắm. Pela nhỉ nè. Ờ. Là đây á. Đúng rồi, nó đó. Ờ, em mới thấy đây. Mới thấy nó có cái gì đâu mà. Mở từ 4 giờ sáng. Chen à, theo chen. 4 giờ sáng được đi chơi thì cũng vui không? Hả? Cái đó 4 giờ sáng mà. 4 giờ sáng rồi đông hơn giấc này á. Quán kem này ở đông dễ sợ không? Sang quán kế bên này vắng tanh ha. Sao hôm nay mọi người ngoan với ta dừng đèn đỏ kìa em. Thấy hơi lạ nha. Có bị sốc hông không? Sốc hông? Sốc hông là ăn no xong đi nó bị ấy á. Không. Vậy hả? Anh bị hả? Ờ. No quá. Em vịn cái hông anh lại cho nó đỡ đau được không? Đúng là con trai của ta. Thì vịn lại thôi. Là kiểu gì? Em giả ngu đúng không? Vịn lại cái hông là làm cái gì? Hả? Vịn lại cái hông là làm cái gì? Vịn vô cái hông á. Trời ơi, ôi, thở thính mượt nữa mà. Là gì anh, trời ơi, buồn thiệt chứ. Lú luôn á. Vịn lại cái hông. Ủa, vịn lại cái hông là vịn. Nhớ là vịn là bám vào đâu. Bám lại cái hông là đây nè. Sắp không rồi, bây giờ anh cảm thấy nhột nữa đó em. Ờ, vừa sắp không rồi còn vừa nhột nữa. Thật đấy. Sao anh không thể yên đi? Cái mắc gì viết lại cái hộp. Anh sẽ tập. Có không? Không có, hồi nãy xài mất tiêu rồi đó. Hồi nãy xài mất tiêu rồi. Từ từ. Mưa này mưa lâu không ta? Ui, tự nhiên dừng lại cái nó lạnh. Có cây này nó to nè. Để xem tình hình. Khả năng là tụi mình phải chui lên đây rồi đó. Ngồi im nha. Lãng mạn chưa? Lú luôn. Đây.
Ngồi lên. Tôi đã mỏi chân. Dơ mất tiêu rồi nè. Không. Về là phải lấy khăn lau luôn nha. Rồi chú mưa nè. Lãng mạn vô đối thiệt chứ. Ở đây là 2,5 triệu tháng đây. Trên biển này á. Ờ, để ngoài trời á. Nắng mưa cây cối âm tùm vậy đó. 2,5 triệu một tháng. Đây, đừng đừng hư gút quên. Trời ơi, nghĩ sao lấy cái đó đá cái này lên. Cái này nó bằng sắt thôi mà. Hư gút của anh. Hư gút quên. Đúng rồi. Bye bye nha. Em quan tâm giữ hư quốc của anh. Chúc em cũng ngon. Anh đi về cẩn thận ha, bye bye. Bye. Giữ gìn quốc cẩn thận á.